anh Musk tệ vơ lờ. Viewer có tình cảm mới đều nết chúc anh mà A nỡ lòng nuốt luôn cô thối trả lại. Em viết báo cho XTV bảo anh Musk cắn tiền viewer. Em cần gì em viết báo, anh du bẹp chùm cái gách xưa giờ mà. Kiểu anh chuyên đi scam tiền của mấy anh em viewer mà. Team mất như vậy thì mất phải là một con AD rồi. Mất đâu có AB được. Em điều tiếp à? Chịu anh em. Ý là team bích vậy mà đâu có bích được con gì đâu. Phải bích một con AD mà giờ AD cọt kỳ thì nó giảm sức mạnh rồi, Chitana thì lỏ. 100 đâu mà 100, mình bích theo team chứ anh em. Không có 100. Lucian đó. Lucian rồi sao mấy ông chơi thì với con Lunu. Vấn đề là rừng của người ta là con Nunu anh em hiểu không? Ezreal nó sẽ né được mấy cái slow motion của con Nunu chứ con Lucian lỏ lắm. Em ở Cà Mau chuẩn bị lên Sài Gòn học, muốn gặp anh chụp một tấm hình quá. Anh hiện tại đang học ở bên trường Đại học Kinh tế nè. Em học chung đi anh em mình làm ủa học chung trường thì gọi là cái gì quên rồi. Hai đứa mà học chung trường thì gọi là cái gì? Ví dụ như làm chung công ty thì là đồng nghiệp, vậy làm học chung trường thì là cái gì? Gọi là bạn học cho nó dễ nha, phức tạp chi nha. Đồng học cái con gì làm Trung Quốc vừa thôi. Chửi dữ vậy. Hôm trước tôi lên trên bay VCS đó, tôi vào một cái comment là tức là người ta kêu là Katy là Mid King, xong rồi có thằng nào nó bay vào nó chửi Katy, xong rồi cái thằng ở dưới nó comment nó chửi lại cái thằng chủ cái bình luận đó là ai đấy mà bát cơm của mày à. Xong cái một thằng khác nó không, nó rep lại, nó bắt đầu thằng chủ cái bình luận đó nó rep lại là không, tao đái vào bát cơm của nhà mày. Mấy trẻ trẻ bây giờ nó nói chuyện nó tàn nghĩa đái lên cơm. Lên cơm cháo mà cái má lên mấy thằng đó nó mất dạy đi chứ. Kiểu mấy thằng đó bây giờ nó hở xíu là nó cứ dùng mấy cái từ ngữ. Sao mình cười ta. Ê cái này của ông Evelyn nó trong cái bộ phim gì tôi coi nó có cái này quá rồi ta. Hình như là phim Thanh Gươm Diệt Quỷ hả? Đúng không? Cái gọi là cái vải xong rồi cái đầu là giống mấy con rắn con rồng nè. Rồi chết, đã cầm thư đốt. Rồi mũ tôi rồi. Xong. Ê. Quên nó cầm thiêu đốt đó cha. Hên nó lát mình cúp. Đào bạn đào. Ai vội? Ai mới là cái người vội? Bạn hay là tôi? Bạn vội hay tôi vội? Tôi động lính bạn chơi nè. Rồi quay xe lên, quay xe động lính thì nó quá mít tơ bú. Mất xe luôn, liệp lăng mất con xe luôn. Cây chưa? Giờ bên núi đẩy lẹ, bên núi đi về nè. Trên liệp lăng, rồi bị rờ trúng luôn. Rồi đúp lên luôn, cây à. Rồi luôn hết riêu về luôn, không làm gì được hết riêu nữa luôn. Rồi hết riêu mua giày thủy ngân luôn. Mũ. Rồi. Có thật không vậy? Có thật không vậy? Một người đồng đội như vậy có thật không? Wow, Levi. Rồi lại là quay xe nữa luôn. Động tiếp luôn, ỉa chảy liệp lăng luôn. Cản đệ. Rồi chết liệp lăng luôn. Trời ơi chết luôn. Xui. Làm gì bị con làm gì. Gì bị con luôn. Ok, không sao. Bum. Cho bú cái hỗ trợ, bú luôn cái mạng này càng tốt. Quá bú, Mr. Bú tới chơi my friend. Ai nói là mày sẽ sống hả? Rồi. Ôi, tỉnh nhanh vậy? Quách tỉnh à. Thank you.
Đánh tay à? Đánh tay hiếm. Gì vậy bro? Chết tao luôn. Thằng rớt. Rồi trên top nó bút nét bét kìa mấy con chó. Ủa thằng nào lăn nó chết rồi. Chết gì nè. Xong cứu. Ôi ôi. Con heo nó làm đẹp. Theo theo. Đam Baron được. Sao nó ra được, nó hết lát rồi mà. Trời yên tâm yên, mấy con chuẩn lắm. Đâu có mẹ mã đâu. Ô thì mú chứ phải Artemis đâu mà con linh ta linh tinh. Ôi ôi, mấy đó nó bị giật. Ê hút luôn, hút luôn. Nãy gì đây? Rồi từ khi nào mà mày sẽ được sống trong cái pha này hả? Tại sao? Tại sao mày lại sống trong pha đó? Hút vô dầm luôn, hút vô dầm luôn, hút vô dầm luôn. Đừng sợ, đừng sợ. Ơ, à, Evelyn. What the fuck bro? Yeah. Thôi Evelyn lỏ rồi mấy mọi ơi, chạy đi. Hên là tao đủ tiền đó. Hên là tao đủ tiền đó. Không thôi. Tao tế mày rồi. Ông Musk đề nghị ông trả cái máy lại cho anh bảy của tôi liền. Mấy pha tấu hải đâu rồi? Gì nữa? Cái gì nữa? Con chó gì hiền này chắc đập đầu quá. Có thể chết hay sao? Quá kinh, rìu quá khủng. Vãi, tôi đánh hay vãi. Bên kia ngợp quá, giờ sao giờ anh em vậy?